Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho bạn cái cách sử dụng của con máy lọc không khí Panasonic mã là PM35A. Thì cái con này sẽ dùng cho cái diện tích phòng tối đa là 26 m². Về cái phần thiết kế của nó thì phần phía trên phía đằng sau này, sau của máy này là cái cửa thoát gió ra ngoài nhé, thoát gió sạch ra ngoài đấy. Còn cái gió vào thì sẽ được vào bằng hai bên cạnh của cái tấm cản trước này và phần phía dưới này. Thì cái về cái phần phía tấm cản trước này thì là các bạn có thể tháo ra để thay cái màng HEPA và vệ sinh cái màng HEPA nhé. Để cái tháo ấy, thì các bạn sẽ để hai tay vào hai bên cạnh này, phần phía hai bên cạnh này sẽ có cái chốt như này, các bạn sẽ đẩy ra như này và nhấc lên đấy. Tháo cái tấm cản trước này nó rất là dễ thôi. Đây, phần này là cái màng HEPA này. Màng HEPA thì các bạn sẽ từ phía dưới này, các bạn sẽ kéo ra ngoài. Đấy. Và các bạn sẽ nhấc ra. Đây là cái màng HEPA nhé. Màng HEPA. Còn đây là cái màng than hoạt tính này, cái màng này để khử bụi nhé. Đấy. Còn trong này là cái phần động cơ quạt gió này. Thì cái đối với cái màng khử khuẩn này thì các bạn sẽ không cần phải vệ sinh. Cái này nó sẽ khử được các cái mùi thuốc kể cả thuốc lá ở trong phòng nhé. Còn cái màng HEPA này, màng HEPA này thì cứ sau khoảng 2 tuần sử dụng thì các bạn sẽ dùng cái máy hút bụi để vệ sinh cái phần tấm nem phía trước này này. Đấy. Các bạn sẽ dùng hút bụi để hút ngược lại. Còn cái phần này thì các bạn sẽ cũng không cần thiết phải vệ sinh nhé. Sau khi mà vệ sinh xong thì các bạn sẽ lắp lại. Đầu tiên là lắp cái tấm khử mùi này. Tiếp theo là lắp đến cái tấm màng HEPA vào. Thì các bạn ở đây nó sẽ có hai cái chốt ở đây nhé. Các bạn đẩy cái tấm màng HEPA vào này và đẩy vào phía dưới này. Đấy. Sau đó thì các bạn lại ốp lại cái tấm cản trước này. Các bạn ấn vào này. Bây giờ về thiết kế thì hai bên này nó sẽ có hai cái tay móc tay móc để các bạn có thể nhấc được cái máy lọc này lên và di chuyển ra các vị trí khác nhau. Ở bên tay phải này thì máy sẽ có trang bị một cái cảm biến, cái sensor cảm biến bụi nhé, để đưa ra cái chế độ hoạt động cho máy cho phù hợp trong cái chế độ auto ấy, tự động ấy. Còn cái phần bảng điều khiển thì sẽ được trang bị phía trên này. Chỗ này là cái nút nguồn nhé, on off này. Bạn ấn cái này để bật này, và ấn cái này để tắt này. Còn cái chế độ air volume này là cái bạn điều chỉnh cái mức công suất nhé. Đây, nó sẽ tương đương với này, thấp này, trung bình, cao. Đấy, đầu tiên khi bật lên thì nó sẽ ở chế độ auto và các bạn sẽ chọn bằng cái nút air volume này, điều chỉnh cái lưu lượng gió này. Đấy, để chọn các cái mức từ thấp cho đến cao. Bên đây nhé thì nó sẽ có hai cái nút, là nút thứ nhất là nút sleep, cái chế độ ngủ nhé, nó sẽ sử dụng, nó sẽ chạy trong vòng 8 giờ, sau cái 8 giờ máy sẽ tự động nó tắt. Đó. Còn cái nút turbo timer này thì nó sẽ chạy trong vòng 10 phút. Cái nút này khi các bạn ấn nút này thì nó máy sẽ chạy với hoạt động với mức công suất cao nhất. Bây giờ mình sẽ tiến hành bật thử cho bạn xem nhé. Đầu tiên là các bạn nhấn nút on off này là bật máy này. Bật máy này thì mặc định là máy nó sẽ có chế độ nano E nhé, để công nghệ nano E. Đấy, và máy nó sẽ để ở chế độ auto. Thì lúc này thì cái cảm biến này nó sẽ cảm biến theo cái mức bụi ở trong phòng của các bạn và sẽ đưa ra cái chế độ hoạt động phù hợp cho máy. Ngoài ra thì các bạn có thể điều chỉnh bằng cái nút air volume này. Đấy, để chọn mức công suất thấp này. Mức lưu lượng gió ở đây nó sẽ vừa phải này. Đấy. Nút trung bình này nó sẽ mạnh hơn một chút này. Và mức cao này. Đấy. Là cái lưu lượng gió nó sẽ thổi ra mạnh hơn. Đây là còn nút bên đây là nút chế độ sleep này, các bạn vào đây này. Thì máy sẽ tắt cái chế độ mà hoạt động mạnh đi, nó để chế độ rất là nhẹ thôi. Và kết hợp với cái phát nano E này, nó sẽ chạy trong vòng 8 tiếng
và sau 8 tiếng là máy nó sẽ tự động tắt. Bên cạnh đó thì phía trên của cái nút sleep này nó sẽ có một cái đèn cảnh báo để thay cái màng lọc này. Cái màng lọc này nó sẽ dùng được từ 3 đến 4 năm nhé, thì nó sẽ cảnh báo là cái đèn trên này. Thì sau khi mà có cái đèn cảnh báo này thì các bạn sẽ tiến hành thay cái màng HEPA ở trong này. Và sau khi thay xong thì các bạn sẽ giữ vào cái nút sleep này trong vòng 3 giây nhé. Đây. Đấy, nó sẽ giữ trong vòng 3 giây thì thì nó sẽ tắt được cái đèn này đi. Còn bên đây là cái nút Turbo Time, là nút đẩy công suất lên mức cao nhất đấy. Thì lúc này là cái giải hiển thị của cái mức độ không khí này nó sẽ chạy liên tục, nhảy liên tục. Đấy. Đây là các cái đèn cảnh báo không khí các bạn nhé. Thì đây các bạn muốn tắt cái chế độ Turbo Time này đi, các bạn ấn lần nữa này. Thì cái đèn không khí này khi mà ở cái mức đèn màu xanh này thì là không khí đang sạch này. Khi mà mức đèn cảnh báo hai cái đèn đỏ hai bên này thì là lúc đấy mức độ không khí đang ở mức hơi bẩn. Và khi mà đèn cảnh báo sáu cái đèn màu đỏ ở hai bên như này thì là nó sẽ cảnh báo là cái mức độ không khí của mình đang rất là bẩn, đang rất là ô nhiễm. Như vậy là mình đã vừa giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng và cách vệ sinh và thay cái màng HEPA của cái con máy lọc không khí mã là PM35A. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.